Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Hidden Agenda The Series. Sau khi hung thằng Joker hả hê xong thì em Jojo bắt đầu giở chứng lạnh nhạt hờ hững với anh top các kiểu. Đúng là em boss mới tập chơi BD nên còn dán gồng cả nhà à. Đang làm lẩy thì cái xe đi về Bangkok bị tắt máy, đôi trai trẻ phải xuống xe cùng các hành khách khác đẩy cho xe chạy. Đẩy xong thì em Jojo mừng lắm vội ôm thằng Joker để ăn mừng, nhưng sực nhớ mình lại ôm thằng Joker nữa rồi. Ôi trời ơi, như vậy là không có được. Cuối cùng cũng đã tới Bangkok, thằng Joker kêu em Jojo ngồi lại hỏi là có chuyện gì mà từ hôm qua giờ xem tao như người xa lạ vậy. Em Jojo nói mình mệt, tao và mày cứ coi như trước kia, vụ hung hít hôm qua mày coi như là chưa xảy ra. Nghe xong thì thằng Joker buồn lắm, vội rút tay về để cho em Jojo bước xuống xe. Em Jojo vừa bước vào nhà thì tá hỏa vì bà mẹ ruột không biết ở đâu chui ra. Nghe tin Jojo đi Chiang Khan là bà hỏi tới, là chú Át có khỏe không con? Con đi với ai mấy người vậy con? Sợ bị phát hiện là đi chơi BD với thằng Joker, em Jojo đánh trống lảng kêu con mua bánh nhiều lắm mẹ cứ lấy mà ăn. Bà mẹ cờ hó của em Jojo thấy thằng con này rất kỳ lạ nên cũng sinh nghi. Đi học, em Jojo thấy thằng Joker từ xa là liền tìm kế tránh mặt chỗ khác, thằng Joker thấy vậy cũng liền chạy theo. Thằng Joker trách móc em Jojo nói là coi như trước đây sao giờ thái độ kỳ vậy, thấy tao là mày bỏ trốn. Hai thằng BD giằng co một hồi thì đổ bà hết ly nước Atiso đỏ lên áo em Jojo. Em Jojo bực mình, không thèm nói thêm với thằng Joker câu nào mà te te bỏ đi. Về đến nhà, em Jojo bị mẹ hỏi con chơi ngu cái kiểu gì mà nước ướt hết cái áo rồi, con với chả cái. Nhìn cái áo dính đầy nước Atiso đỏ, em Jojo lại nhớ đến thằng Joker, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, em Jojo vội vào phòng mà nằm nghĩ. Vừa mới nằm xuống thì thằng Joker nhắn tin báo là sẽ tới lấy đồ, sợ bị bà mẹ phát hiện dẫn trai về nhà. Em Jojo kêu thằng Joker đừng có đến, tao sẽ mang qua cho mày, rồi vứt điện thoại trên giường mà đi mua đồ dùng bà mẹ ó đâm. Thằng Joker không gọi được cho em Jojo nên tự mò đến nhà trọ ngay và luôn, tình cờ thằng Joker gặp được bà mẹ vợ tương lai rồi kết thân hồi nào không hay luôn. Bà mẹ vợ cờ hó mời thằng Joker ở lại ăn cơm, mặc dù em Jojo không muốn thằng Joker ở lại nhà mình tí nào. Thấy thằng Joker không ăn cay được, em Jojo cũng lo lắng lắm vội lấy nước cho thằng Joker uống, lấy khăn giấy cho nó lau mặt. Em Jojo coi bộ cũng thương thằng Joker lắm mà trận thượng, thấy ghét lắm cả nhà. Bà mẹ cờ hó thấy em Jojo có bạn mới cũng vui trong lòng vì con mình đã cởi mở hơn. Nhưng em nghĩ nếu bả biết thằng con trai bả đã tập tành chơi BD thì chắc bả sẽ còn vui hơn nữa. A hi hi. Lát sau hai thằng cùng nhau xuống bếp giữa chén, đang dùng rằng nắm tay nhau thì bị bà mẹ đi xuống bắt quả tang. Hai đứa giật bắn người cứ sợ là bị phát hiện mà may ghê bà già vợ không biết gì hết. Thằng Joker nhắc lại nụ hôn ở Chiang Khan hôm bữa, em Jojo liền xin lỗi, tao không muốn nhắc tới những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó nữa. Thằng Joker nói em Jojo là cái thứ vô trách nhiệm, vắt chanh bỏ vỏ, hôn tao cho đã giờ mày bảo tao quên là quên làm sao, quên là quên thế nào. Em Jojo mới giải thích là mình chưa biết phải làm như thế nào, bản thân còn chưa xác định giới tính thật sự của mình. Tao còn đang suy nghĩ về chuyện của tao với Nita nữa, mày cho tao thêm thời gian, tao suy nghĩ ok thì sẽ trả lời mày. Buồn tình, thằng Joker rủ thằng Zen cùng đi karaoke, thấy thằng em cờ hó và người yêu của nó quá hạnh phúc với nhau, thằng Joker cũng tủi thân nhẹ, ước gì em Jojo cũng đối xử với mình như vậy. Dưới sự khuyến khích của thằng Zen, thằng Joker quyết định sẽ nói tình cảm của mình cho em Jo biết mà lựa chọn, chọn mình hay là con Nita. Đang phân vân không biết chọn ai, em Jojo bèn hỏi thằng Pok về kinh nghiệm chơi BD. Em Jo hỏi thằng Pok là cảm thấy thích thằng Zen là khi nào và làm sao biết thằng Zen là nữ kia của mình. Được thằng Pok truyền dạy kinh nghiệm chơi BD hơn chục năm của nó, em Jojo cũng ngộ ra chân lý. Người cho mình thêm nhiều sức mạnh và sự tự tin đó chính là một nữa còn lại của mình chứ không ai khác. Coi bộ chơi BD cũng thú vị chứ không khô khan như mình tưởng ha cả nhà. Hôm nay câu lạc bộ có buổi gặp mặt giao lưu với các anh chị đàn anh khóa trước. Cả lớp cùng nhau hớn hở thực hành giới thiệu bản thân cho các anh chị biết kèm theo một cử chỉ đặc biệt. Đến lượt thằng Joker, nó lại dùng cái chiêu mặt trời mọc trên mặt để giới thiệu khiến ai cũng tò mò không hiểu lý do, chỉ có em Jojo là đau đầu với cái thằng cờ hó này. Chơi lớn vậy thì ai mà chơi lại nó chứ? Với cái chiêu mặt trời này thì em Jo cũng đã bình tĩnh trở lại, nụ cười đã hiện trên môi. Sau màn giới thiệu là bài tập đánh vần tiếng Thái, thằng Joker cố tình đọc không được, la làng la xóm rồi nhổng nhẽo kêu em Jojo phải hướng dẫn mình thì mới chịu. Em Jojo cũng đành bó tay với thằng top cờ hó này, nếu không lỡ hôn nó rồi thì em ấy sẽ cho nó ăn một bạt tai cũng nên. Thấy em Jo quá chú tâm vô cuộc thi, thằng Joker cứ nhìn em ấy suốt. Rồi tiến tới gạ gẫm nói gì là quỷ yêu khỉ, khỉ yêu quỷ, khỉ đáng yêu, quỷ yêu khỉ. Em coi mà chả hiểu gì luôn. Đại loại là tao yêu mày vì mày quá dễ thương, mày cũng yêu tao phải không bla bla bla.
Quá sợ hãi, em Jojo tiếp tục từ chối những lời mời ăn tối của thằng Joker. Viện lý do là về sớm tiễn mẹ ra sân bay, thằng Joker muốn ra đưa tiễn bà mẹ vợ nhưng em Jojo cũng không cho luôn. Buồn một đống, thằng Joker lui thủi đi về một mình trông rất là tội nghiệp. Hôm nay anh trưởng câu lạc bộ dẫn cả nhóm đi sinh hoạt ngoại khóa, thấy em Jo hơi bị thiếu tự tin, thằng Joker liền nắm tay kéo em Jo vào ngồi chung. Em Jojo rất thích mấy cái thể loại chương trình xàm xí như thế này lắm, nên cứ hò hét, cười đùa suốt cả buổi. Cuối chương trình là trò chơi tào lao cần 6 người tự nguyện tham gia. Thấy bé Jo quá thụ động, thằng Joker bèn nắm tay em Thụ mà giơ tay để hai đứa chơi chung. Vì số thúi địt nên nhóm của thằng Joker và em Jo thua cuộc, hình phạt là phải ăn sống hạt đậu đắng. Vì để thể hiện bản lĩnh của top, thằng Joker tình nguyện ăn thay cho em Jo ngay tại chỗ. Nhưng hành động này lại khiến em Jo rất ư là khó chịu, chửi cho thằng Joker một chập vì như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. À thì ra em Jojo cảm thấy tệ hại và bệnh hoạn khi đã hôn thằng Joker, rồi lại cảm thấy mình đối xử không ra gì với thằng Joker nhưng nó vẫn ở bên cạnh và giúp đỡ em ấy mọi lúc mọi nơi. Tại sao vậy? Nếu không là mày thì tao đã không giúp rồi, thằng Joker trả lời. Bởi vì là mày nên không có gì là khổ cực với tao cả. Em Jo nói từ vụ nụ hôn hôm bữa mọi chuyện tao không còn thấy như trước nữa, tao không biết cảm xúc thật của mình là gì nữa. Không biết là tao thích Nita hay thích mày nữa Joker à. Mọi chuyện như cái bồn binh lăng cha cả vậy á, tao rất ư là chóng mặt. Nghe những lời này thì thằng Joker không kìm lòng được, vội ôm em Jojo vào lòng an ủi và nói, tao thích mày Jo. Tao sẽ cố gắng làm cho mày tin tưởng là tao thích mày và mày cũng sẽ nhận ra là mày thích tao. Cho tao được theo đuổi mày nhé. Phim Hidden Agenda The Series tập 5 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 6 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.